Mừng các bạn đến với kênh của mình. Và hiện tại bây giờ mình đang ở phòng. Chút nữa mình sẽ đi ra ga để lên nhà bạn mình. Và hôm nay ở Nhật Bản là một kỳ nghỉ lễ dài. Ở Nhật Bản cứ mỗi năm là được nghỉ 8 hoặc 9 ngày cơ. Có công ty mình thấy được nghỉ 12 lần cơ. Mà mấy ông mà được nghỉ 12 ngày đấy, bây giờ chắc nhìn mặt như con bò hết rồi đúng không? Tôi tâm lý nên tôi quay vlog cho các ông xem, để cho các ông đỡ chán hoặc là giúp một phần nào đó các ông vui hơn. Mà mong là các ông xem vlog của tôi cho vui, để tôi có động lực làm những vlog tiếp theo. Và hôm nay mình sẽ lên nhà bạn mình, anh em cũng chỉ vui chơi ở trong nhà thôi. Để cho đã an toàn các bạn ạ, bây giờ dịch nên mình cũng chẳng dám đi đâu xa cả. Mà đáng lẽ lễ này ấy, mình lên thăm anh trai mình cơ. Anh trai mình ở Aichi lận. Lên đấy mình có nhiều cảnh quay hơn này, và có nhiều cái để đi chơi hơn. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, không nói nữa, nói nhiều mất hay. Đấy. Và bây giờ mình sẽ thay một chút đồ. Ê các ông, nhìn tôi làm ảo thuật thay đồ trong 5 giây này. 5 giây thôi. Bô cái thằng điên. Hello các bạn. Mình vừa mới thay đồ xong. Thì bây giờ trong lúc đợi anh em thì thì mình sẽ nấu ăn. Và hôm nay mình sẽ nấu những món là chả cầy với mực nửa thịt với lại chân gà. Và có thịt thì bọn mình mua ở chợ Việt Nam cơ. Thì hôm nay mình sẽ nấu với vịt với lại vịt gì ta? Vịt nấu chao. Thôi thì bây giờ mình cùng nấu thôi.
Đù, ngon nhờ. Ngon thế nhờ. Ôi. Ngon không? Nghĩ là bùi. Uống cái gì? Uống bia. Uống thế nào? Uống hết. Hết thế nào? Hết sạch. Nhậu say xong thì làm gì? Ôi, nhậu thơm. Mình cứ cho nhau hãy nói được là em ơi. Sáng em nhá. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng. Vì ngày mai đi làm rồi nên hôm nay mình phải đi về. Và tất nhiên trước khi về thì anh em có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chào tạm biệt nhau. Nên hôm nay mình đành dừng vlog ở đây để chuẩn bị đồ đạc sắp xếp đi về nữa. Chúc các bạn xem vlog vui vẻ và nhớ ủng hộ mình một subscribe mà một like nhé. Bye bye anh em. Về ghép lung tung về rồi lấy xem quay lại cơ tính mẹ mày từ ra cờ ra